Mẹ. Thế thì anh tưởng là mày phải bắn hay chứ. Hay cái đéo gì? Anh biết Anh cứ đi đâu. anh đéo nói gì với em mà bên cạnh Thì em có hai thằng anh anh bỏ bảo em lại. thôi rồi nhá, quả lại để anh mẹ mày báo thù này, Tùng ở Trời đây em này. mày có sự gắn kết đi Nó ở bro đâu? à. Nó ở đâu? Em gọi anh từ nãy giờ anh đéo quay lại luôn. Thế à, thế đi. Anh và anh Hai trả thằng thù cho mày lên luôn. tầng 2 đấy. Rồi sao? Sao chết mẹ luôn rồi này. Đi S12K vãi lìn luôn, chung biết đi, hiểu mình đang bắn sao. Thì đua anh biết đâu, anh tưởng ở đây là mình phải chơi được cái lối chơi đây là giết hết chứ. Rồi nhá, ván này là mình đi chung giết này. hết, đấy là góc nhìn thứ nhất. Tao Thằng đánh nào mày ấy nhá giết anh? Tùng nhá, mày dùng 40 viên đạn để giết một người trong trò này. Lỗi. 40 viên. Khẩu AK nó giật chưa quay được cái Thôi, khẩu không AK. tin được. Quả đấy là tôi bị ấy đấy các bạn ạ. Quả đấy là không biết một tí nào luôn. Chứ không phải, ê, nốt đây, nốt. Được rồi nhá. Giết hết, còn nữa kìa, còn nữa kìa. Anh nghĩ là nó ở đằng sau hơn. Bên kia hai thằng nhá. Đấy. Trong nhà có một thằng nữa ấy. Nghe rồi. Ui, chúng nó nhìn em luôn kìa. Hai thằng bạn nó nhìn rồi, đừng ra, mẹ nó êm vào đầu chết mẹ mày luôn đấy. Đợi thì em ra luôn này. Thank you Đỗ Hoàng Hoàng nhá. Ui, Đỗ Hoàng Hoàng. Sao lại tên bạn lại là như thế nhỉ? Hoàng hai lần. Hay là thôi, mình bách gì chăng? Ui. Phun đồ hay là cái gì ấy? Ra giết hốt hàng này đi. Mà quả vừa nãy anh Đây thề đây nhá, là mày ra hơi chậm đấy. đây. Em bảo anh là từ từ anh cứ phi vào một mình em đỡ kiểu gì, em không có đồ mà, bro Được. à. Hai thằng lồn đấy đâu ta? Nó vẫn ở trong cái nhà đấy đấy. Đợi tí em đổi Với đồ đấy, khác chơi với nó. quả đấy mày bắn với 3 viên vào đầu người ta mà không chết á, điều nhở? Nó đam thấp Đằng mà. sau ấy, đằng sau ấy, đừng 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 ra Anh bắn cái nghe thằng ở rồi. trong tầng 2 đấy. Cun em vào bắn PUBG Mobile không Cun? Đây nó mới là game của thế giới bây giờ đấy em Giáo ạ. chủ thích donate ở đây hay donate ở FB? Cảm ơn Hoàng Anh Nguyễn nhá. Thôi, donate ở đâu mà tôi chả vui. Chứ còn anh em donate, ok. Chứ còn anh em donate là tôi đã thấy vui rồi. Lại còn lại quan trọng là donate ở đâu nữa. À nhưng mà cắt phần trăm càng ít thì mình lại càng thấy vui. Được Trời đấy. ơi, Biết non chơi quá. đấy. Ê, ê, trước mặt mày ở đây có người kìa, ngay ngoài đường. Ơ kìa, Đâu? em nó đứng ngay giữa đường luôn ấy. Mày không nhìn thấy thằng đấy à? Mày cứ đi Đâu? thẳng ra cho anh, mày cứ đi thẳng ra, nó không ở Ở một đây là chỗ thế nào không? cả. Mày cứ đi thẳng ra mày thấy. Đấy, có mỗi thằng ấy thôi mà. Không, mới nóc, mới nóc. Không ở đây nữa đâu ông ạ. Thế thôi. À thì hình như là anh nghĩ là clear rồi đấy. Từ từ đã xem nào. Clear rồi. Làm gì có chuyện chưa clear Nãy luôn. nãy thằng lìn này bắn ai mà? Thằng nào? Thằng này bắn mà. Nó bắn cái thằng ở tầng 2. Mày có nhớ không? Cái thằng tầng 2 mà mày bắn chết rồi ý. Hết rồi. Để em ra tìm nết em tự sát nữa nào. Quýt mẹ anh. Ê, bên trái này. Ở đây. Giết nó đi. Đâu bên trái đâu? Trước mặt mày ấy. Chứ sao anh bảo bên trái? Thôi lòng ẩn đen thôi Quy đây, chết quy đây, mày. quy đây. Thôi quên đây, quên đây, 7 quên. kill rồi. Chóa này. Hơi, lần này là nhất quyết là phải đi cùng nhau ấy nhá. Đâu tài ngô nha. Lần này phải đi cùng nhau ấy nhá. Dội vậy liền. Bình tĩnh Tùng ơi. Xong rồi, chết luôn thằng đấy Dỗ nhá. thế nhở. Chết luôn thằng đấy thôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh em khá quá nhỉ. Khá hay, anh em mình khá Khá hay. hay, khá bảnh luôn đấy chứ không phải là khá gì đâu. Nhưng mà có đạn 7 không thì cho anh một tí này. Có Em đạn. có 150 viên. Nốc 2, nốc 2, nốc 2. Nốc tiếp rồi. Chết rồi, Xong chết, chết rồi. hết, chết hết chưa? Ờ chết Chết rồi. rồi. Thế là xong rồi à? Ừ. Thế là xong rồi à? Anh giết ở đây luôn chưa? Anh giết rồi. Được. Thế là xong rồi à? Anh tưởng nào mày bảo xe anh sợ thế. Giáp Phun 3, phun giáp đồ 3. không? Có phun đồ không?
Ốp nó được phải gọi quá là nhở, mắc bằng mặc luôn, nó gọi là thế giới luôn, nó gọi là giàu vãi trường nhiều luôn, đồ như này gọi là nút hết luôn. Ê nhưng mà anh làm đồ linh tinh quá, từ từ cho anh vứt 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 đi, đây, vứt không đây, bị vứt đây, vứt đây, vứt lửa thế nào được bây giờ đây. Ôi nhưng mà công nhận là mình lắp đồ cho anh vẫn chưa quen, cảm giác kiểu lắp chậm quá các bạn, em trông bảo là hơi mình có quê, lắp anh, nhưng mà anh em em cứ thông để cảm đi, auto thôi. Có mấy cái không auto được, what the fuck man. Ê Tùng ơi, nhìn cái trên trời anh vừa bắn nhá. Đi con mẹ thôi, chết rồi. Chết gì? Nhìn cái từ chết từ chơi đã, vừa bắn được mà. Vãi đấy. Em phải đi lánh đây. Khu này thì nó trở thành ổ đĩ luôn này. Ờ, được em, đông vãi thiếu gì luôn. Không nhặt đồ chứ. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. À, đạn flare gun ở trong xác hả các bạn? Ok nhá. Để mình ra mình sẽ xem lại. Ý các bạn bảo là cái xác ở trong này không? Thật sự là mình không... À ok ok, nó là cái xác này hả các bạn? Đâu? Đạn flare gun là cái nào? Anh ê, lên không ạ? Từ từ, các bạn đã bảo tao là đạn flare gun, tao biết đéo đạn flare gun là cái nào. Ui, thôi ỉa rồi, ỉa rồi, ỉa rồi. Thính thả đâu đây? Ơ, thính flare gun thả đâu đây? Đâu, anh vứt ở bên này đúng rồi mà. Vào đúng cái chấm đỏ này này, kiểu gì nó cũng sẽ rơi đấy, đầu mình cái này. Đứng đợi một tí. Xác trong bot cam à? Thôi, 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 thôi. Đâu thôi, nhỉ? Thôi. Đéo hiểu kiểu gì luôn. À xác cái thằng nốc tung tê ý các bạn là thằng này á. À, ê nhưng mà làm thế nào để anh lấy được đồ của thằng này vậy? Dùng control click vào. Control click vào này. Ok này này. Flare gun này. Ô, thế tiếp, giới bắn thật. Tiếp, bắn tiếp. Trời đụ, anh bắn tiếp nhá. Đi mọ. Anh em bảo rắc thế giới thật. Tùng ơi, cái nữa nè. Thank you anh em nha. Anh nhặt đi. Chả bố mày nhặt, bố mày vứt ra đấy. Anh nhặt đi. Chả thế. Anh nhặt đi. Ui. M249, à MK14, AOG nè em. Cảm giác như là những món đồ xịn xò nhất ở trong cái trò chơi anh này nhá. Anh bắn tiếp đi, anh bắn tiếp chưa? Bắn tiếp là sao? Bắn tiếp flare gun chưa? Anh bắn rồi. Thì anh em bảo là bắn tiếp chưa? Anh bắn rồi. Mình cứ thay đồ nó cứ bị chậm chậm thế nào. Ô, cái thính này, cái thính này không có gì luôn. Anh nhặt rồi mà, tại sao mày bảo là thính không có gì, tức là sao? Thôi thôi, té đi, té đi, té đi vào đồ à. Ôi, sau lưng này. Từ từ em ơi. Chết. Đéo hiểu kiểu gì luôn mà anh đã bị mất mất một số những cái món đồ đặc biệt ở trong người anh đéo hiểu sao. Bên phải này. Bằng đạn thêm các thứ của mình đâu nhá. Từ từ nhá các bạn nhá, đang bị loạn quá. Thật sự cả các bạn. Cảm ơn Ngọc Phong nhá. Đợi tí Tùng ơi, Tùng nôn lút lút. Đầu em chết ơi. Rồi. Chết bắn chết xa chết đấy. Đây ngay đây mà. Em ra lút nó cái thính ấy đi. Em lút nó cái bộ đồ của cái thính ấy đi. Sau lưng này sao mày ơi, sau lưng này bắn nhau này. Ngay gần luôn này. Ok em ơi. Khu đồi. Nghe Trung Quốc, anh ơi, trả thù dân tộc, trả thù dân tộc. Ui, xà pi cẩu pi. Trả thù dân tộc, ôi sau lưng nữa kìa. Ra nhà cái thính ấy đi mà lấy giáp đi. Từ từ anh em lên đồi cam. Bên này đông lắm. Cái đéo gì ra đấy mà nhặt thính đi. Cái con để cái thính đấy cho chúng nó nhặt, để cái thính đấy cho chúng nó nhặt. Thì mình nhặt đi để tí cho chúng nó thật cái khác cái đi mẹ. Anh em mình giết luôn, anh hiểu không? Giết luôn đi, bố mẹ được, đi mẹ tao mà không làm theo mày quả mày lại trách tao bằng kém. Không, em không trách, anh cứ chơi đi, anh nhặt đi, anh nhặt đi. Không, không nhặt đấy, bố mày không nhặt nữa đấy. Ồ, không nhặt đấy. Có chip bách không cho anh cái? Em dùng rồi. Đấy bọn nó. À thế thôi em dùng đi. Từ từ anh cần tìm một góc đẹp hơn. Em lên lên cao thêm một tí nữa Tung ơi. Cao thêm một tí nữa Tung ơi. Bu cao bản em ơi. Ok em ơi. Nước nôi vào sẵn đấy. Cắn rồi, cắn phun nước rồi. Đấy em bảo mà bị mẹ bút cam anh em mình mà không té nhanh là chết. Bút cam thì chắc chắn là con người nhưng mà có ấy mình lại cho nó ăn cái ăn cái thính thì đâu cái thính này mình đâu có cho ăn đâu. Cái flare gun kìa. Nó lại bắn em đâu nhỉ? I can see shit man. Cảm ơn bạn Lê Đức nha. Hai hit rồi. Cho anh một cái tọa độ nhà y hay là kho khiếc gì được không? Đi ui. Đấy. Cái gì đấy? Nó ném. Nó ném từ đâu mà lên được đây đấy? Sau đồ, khả năng cao sau đồ rồi. Hả? Mày bị điên à? Thế. Tao đéo hiểu nó ở đâu ném được nét tao vậy. Sau đồ khả năng cao sau đồ đây này. Nằm mà. Cam đây này. Vãi ỉa. Chưa. Người thế này. Em tỉnh lắm. Bắn như hack vậy. Có ốp kìa. Anh bắn ốp nhá Tùng nhá. Anh thích bắn cái gì cũng được luôn. Nghe địt mẹ về giọng cảm giác được buông thả vậy. Địt mẹ mà có thể
cho bố mày pro hơn thì làm sao? Ê, đéo nhận được đạn đâu vậy? Dùng chuột, dùng control click bỏ vứt bớt đạn linh tinh này, nhanh lên. Ờ, anh bịt mày, tao vứt hơi nhanh đấy. Có ốp em ơi, giết hết nhá. Rồi. Bọn nó đang trên mái nhà kìa. Đâu? Y à? Ừ. Bọn nó đang đi qua cầu hai thằng này. Xì xít. Bắn LR à? Nó đang lút tính ở trong smoke. Nốc một. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu thằng này thôi. Ok rồi. Ok em ơi. Ở sau lưng mình có. Đâu vậy? Kia sau lưng đi. Rồi, anh nhìn thấy nó. Anh nhìn thấy nó ở minimap à? Anh kê sau lưng một tí, tục, đấy đi. Ngắm tiếp đi. Anh bị bắn. Mồm nhá, nốc rồi này. Hai em ơi. Ê, bên phải có cái hình đạn ở kia là bên phải có người à? Ơ, địch thằng bắn mình, địch thằng bắn mình. Bên phải đúng không? Ngay gần. Ý anh nói là bên phải này. Hay sao mày quá chết rồi em ơi. Thì anh bảo mà anh nhìn thấy cái hình đạn ở bên phải, tại sao nó lại cái hình đạn ở đấy vậy? Anh thấy lạ cực. Thì anh mới bảo là ơ kìa, tức là bên phải mình có người à? Lạ ghê. Được em ơi. Ê, đéo được Tùng ơi, bỏ đi. Cầy giáp mình mất. Chạy đi em ơi. Đi ngay. Từ cho anh nằm xuống anh làm ít nước này. Cho anh nằm xuống anh làm ít nước này. Cắn đi. Ôi, hay vậy. Lần hai bro, nhanh nhanh, chúng nó đẩy lên đấy, nhanh lên. Cứu em đi, không chúng nó đẩy lên, chúng nó có 4 thằng. Come on, dude. No problem. Cảm ơn tài nha. Cảm ơn Trần Hải Sơn nhá. Không bao giờ có chuyện là không tốt một luôn. Nhanh Tùng ơi, ăn bảo ai. Rồi hưu này. Anh chạy thẳng đấy. Anh quét. Mấy thằng này biết chơi đấy. Ok em ơi. Biết chơi thì để bắn cẩn thận. Thằng sát thằng ấy có giáp không? Don't know man. Anh thấy nó mũ ba. Còn giáp thì anh không biết. Anh sấy nó tan mũ rồi. Anh vừa loot nó xong rồi sao mày không? Không. Anh không loot một ai hết. Anh full đồ rồi. Bò ngoài này anh em mình chặn đầu chúng nó được rồi. Nó bắn anh rồi. Nó thấy vẫn anh rồi. Vẫn đang bắn con mẹ luôn. Ok anh nhìn thấy hướng đạn của nó rồi. Ui. Cái gì ấy? Thế giới à? Chúng anh ba viên liên tiếp. Còn mẹ mày. Tùng bình tĩnh nhá. Anh đang yếu. Còn mẹ chúng mày. Bình tĩnh nhá. Anh đang yếu. Vẫn là ở trong cam. Không, bên ngoài. Không, ý anh bảo là cái team vừa nãy bắn cơ. Còn cái bọn em vừa bắn nó là một team khác. Làm gì có chuyện mà nó để lẻ từng thằng lên như thế. Anh thấy nó rồi. Hướng, nhà nào? Nhà ngoài cùng, ở trong bo. Yeah. Sau thính, đùm. Sau cái thính mà anh nhặt rồi ấy. À, ok. Ê, rút nhầm bom chắc. Vào chụp bo đi, sao phải vào bo đi, anh vào bo đi. Lào vãi lồn. Ui, Tùng ơi cứu anh, cái địt mỡ. Địt, không phải nó. Rồi anh ơi. Không phải em ơi, ở xa lắm. 255. Nó ở trước mặt anh thôi. Nó vào bo, nó không giết anh đâu, nó không gạt anh đâu. Cái nó bắn đầu em luôn này. Nó bắn ốp đùi đi. Em bắn 3 hit nó không chết. Anh bắn cái thằng ở dưới đâu, ở bên trái cái thằng bắn anh luôn. Anh em bị bánh quần vãi. Anh em bị bắn bánh quần vãi đái luôn. Thề. Cay vãi trưởng.